Hello, em Tiến xin kính chào tất cả các bác ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì cái video ngày hôm nay thì có những cây kính mới, những cây kính cũ. Thì em có quay trước cho các bác xem một siêu phẩm ngày hôm nay. Tiếp tục là một cây kính Ray-Ban Mỹ. Đấy, thập niên 70-80, màu xanh rau muống, rất đẹp, rất chất lượng các bác nhá. Màu vàng áo ngà, mắt xanh, tuyệt vời. Đấy, bác nào hôm nay ưng ý thì nhớ là chốt sớm cây này nhá. Cây này thì dạo này em ra được mấy cây xanh rau muống đều hết hàng. Nên là bác nào ưng ý thì nhớ là nhắn tin cho em thật là sớm. Cây này thì em sẽ để ở đoạn cuối video các bác nhá. Thì trước khi vào video thì phiền các bác là ưng cây kính nào thì nhắn tin cho em qua số điện thoại Zalo ở đây. Hoặc là ở cái góc màn hình bên này có cái mã QR các bác quét là ra. Và đặc biệt hiện tại thì em Tiến cũng đang làm một kênh đồng hồ. Nên là phiền các bác là nếu các bác ưng thích đồng hồ thì các bác có thể là vào cái kênh đồng hồ này, xem video và like cho em một nút like các bác nhá. Ok, vào video các bác ơi. Thì ngày hôm nay cây mã số 308 2 triệu 500 nghìn đồng. Thì em phải nói với các bác là những cái dòng giọt lệ đấy, màu xanh như thế này thực sự nó rất là hiếm. Nó cũng không phải là mấy khi mà em đi em săn được các bác ạ. Nên là bác nào mà có duyên thì các bác sẽ mua được. Vì khi em đăng hàng lên ấy, thì đặc biệt là những cây Mỹ nhá. Ý thì thực ra là nó cũng hết nhanh nhưng mà Mỹ thì nó là hết nhanh nhất. Thì bác nào ưng ý thì nhớ là phải nhắn tin cho em thật là sớm. Thì em nghĩ là nó sẽ còn kính cho các bác mua. Còn bác nào có rất là nhiều bác nhắn tin muộn ấy, thì nó không còn thì em cũng rất là tiếc. Cây này là một cây tráng gương, mắt màu xanh rau muống, nhìn từ bên trong và bên ngoài thì nó lại có một cái màu tráng gương rất là đẹp các bác nhá. Cây này là cây giọt lệ, được sản xuất tại Italia, hàng chính hãng 100%. Nếu sai, nếu mà hàng fake em đền các bác gấp 10 lần. Đây là dòng 3025 các bác nhé. Và nó có sai là 5814. Đấy, hàng là hàng made in Italia 100% chuẩn chỉnh. Nếu không phải made in Italia em đền 10 lần. Cây này thì là cái form dáng của nó. Đây em quay cho các bác xem. Form dáng này, màu mắt xanh này, tráng gương này. Độ mới của cây này còn 99% các bác nhé. Độ mới 99% có nghĩa đang còn rất là mới. Đúng chất cái hàng dùng lướt. Và em mua tại Nhật, em gửi về Việt Nam cho các bác. Hiện tại thì em đang làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Đấy, và em đi săn những chiếc kính rất là đẹp về cho các bác. Ở bên mắt trái của nó có chữ RB các bác này. Cây này thì là em đánh giá là một trong những cái cây kính mà được các bác ưa chuộng nhất. Gần như bác nào mà chơi kính mà không sở hữu cho mình cái cây mắt màu xanh dương, tráng gương màu xanh dương như thế này thì thực sự chưa phải là chơi kính xịn. Đấy, cây này thì nó có cái độ dài là 14 cm, phù hợp cho các bác mặt tầm vừa. Đấy, mặt tầm vừa tầm trung, mặt hơi nhỏ hơi to đều đeo cũng rất là ok các bác nhá. Các bác có thể inbox cho em thì cây này em bán về tay tận nhà cho các bác với mức giá là 2 triệu. Em bao tất cả các phí ship, bao da đang còn nguyên 2 triệu 500 nghìn đồng các bác nhá. Ok, tiếp theo ngày hôm nay là cây mã số 309 2 triệu 200 nghìn đồng. Cây này thì bên trong nó đang còn giấy tờ. Đấy, khăn lau đang còn nguyên. Thì em bán cho các bác với mức giá 2 triệu 2 thôi. Thì tất nhiên là những cái chiếc kính to đấy thì phù hợp cho các bác mặt to, còn những chiếc kính nhỏ thì nó lại phù hợp cho các bác kính mặt nhỏ. Đây là một cây kính đang có độ mới rất là tốt. Đấy, và nó phù hợp cho các bác mặt tầm trung và mặt nhỏ. Nó có một gọng cầu này. Các cái họa tiết được nó khắc này rất là đẹp. Đấy, điều mạ một cái lớp màu vàng rất là đẹp này. Mắt của nó là mắt tròn. Mắt tròn không phải là tròn vo mà bên này nó hơi bằng một tí các bác này. Hơi bằng một tí này. Mắt của em nó là mắt màu trà. Ở bên góc trái chắc chắn là có chữ Ray-Ban, hàng chính hãng. Đấy, bên phải thì có chữ RB này. Đấy, ok các bác thấy chưa? Form dáng của em nó là form dáng như thế này. Đấy, phù hợp cho các bác mà mặt tầm trung và mặt tầm nhỏ thì đeo nó rất là đẹp. Bác nào mặt to thì đeo cây này sẽ không vừa. Đấy, gọng khung của nó cũng rất là đẹp các bác nhé. Gọng khung cũng rất là đẹp này. Đấy, cái gọng của nó nhìn to mà rất là chắc chắn, nó không bé. Và ở trên cái mắt thì nó có ghi rõ đây là Ray-Ban 4720. Đấy, cái size kính dành riêng cho các bác mặt tầm nhỏ và mặt tầm trung. Hàng thì em bán cho các bác thì các bác biết rồi, made in Italia này. Ở bên góc trái thì được khắc chữ đấy là 3447, size 4721, 140 là cái độ dài của cái gọng này. Đấy, các bác thấy cây kính này có ok không ạ? Em sẽ đo cho các bác xem là cái chiều ngang của kính nó là bao nhiêu thì để các bác dễ lựa chọn các bác nhé. Chiều ngang của cây kính này nó là 12.8 cm, 12.8 gần 13 cm. Đấy, 12.7 12.8, vì là cái mắt của nó là cái mắt tròn nên là nó sẽ không to và không dài. Tuy nhiên các bác mặt tầm vừa đeo rất là ok, mặt tầm vừa và tầm nhỏ đeo ok các bác nhé. Cây này thì em về tay cho các bác với mức giá là 2 triệu thôi. Đấy, độ truyền tải ánh sáng này, độ mới này, gọng ghiếc các thứ này, màu các bác sẽ rất là ưng cái dòng kính này đúng không ạ? Cây này thì em về tay cho các bác với mức giá là 2 triệu 200 nghìn đồng, bao gồm phí ship từ Nhật Bản về Việt Nam và bao gồm phí ship từ Hà Nội đến tận nhà cho các bác rồi nhé.
Ok, tiếp theo là một cái mẫu này thì ngày xưa em có một con Ray-Ban Pi, nhưng mà hiện tại thì đây là một cái dòng nó tương tự và mắt cũng là mắt xanh, phù hợp cho các bác lái xe. 310, 2 triệu 300 nghìn đồng, bao da đang còn rất là đẹp, rất là mới. Cái này thì là có mắt màu xanh, đấy, mắt màu xanh nhẹ này. Ray-Ban được khắc ở bên góc trái, đấy, và RB được khắc ở bên góc phải. Các bác thấy rõ không ạ? Đây, RB đây. Đấy, nó ánh điện lên một tí đúng không ạ? Cái này thì là các bác có thể thấy đấy là cái mắt của nó là mắt màu xanh. Đấy, các bác đeo trông nó rất là sáng. Các bác phù hợp cho các bác, đặc biệt là các bác thích đi du lịch, thích đi lái xe. Và cái dòng kính đồi mồi như thế này, màu của em nó, cái màu gọng khung là cái màu đồi mồi. Đấy, rất sáng, rất là sang, phù hợp cho các bác tầm tuổi trung niên. Gọng cầu thì là một gọng cầu băng ngang này. Và cái xương cầu này nó rất là to, rất là chắc. Đấy, mắt của em nó là mắt lai giữa hình tròn và hình vuông, trông nó rất là tinh tế. Thì cây này là cái dáng form nó rất là đẹp. Đây, gọng tất cả mọi thứ đều rất là ok, rất là sáng. Các bác này, đấy, Ray-Ban này, gọng chuôi này, đây. Đây là form dáng cụ thể của em nó các bác nhé. Đấy, form dáng cụ thể này, đấy, rất là đẹp. Các bác có thể thấy là ở bên trên thì nó sẽ được khắc, giống như các kính khác thì nó sẽ được khắc những cái thông số cơ bản. Đấy, 4171, 5718, cây này thì phù hợp cho các bác mặt tầm trung, hơi to một tí thì đeo vẫn rất là ok. Made in Italia 100%. Cây kính này thì nó có cái chiều ngang, nó sẽ hơi to so với những cây khác, vì là cái mắt của nó có hai cái đoạn rìa nó chìa ra, nhưng mà lại phù hợp cho các bác mặt tầm vừa và mặt tầm trung. Độ dài của em nó là 14.5 cm các bác nhé. 2 triệu 300 nghìn đồng, cây 310, về tận tay tại Việt Nam cho các bác, bao tất cả phí ship với mức giá 2 triệu 300 nghìn đồng các bác nhé. Ok, tiếp theo là một cây 311, 2 triệu 400 nghìn đồng. Thì cái mẫu dáng này thì em nghĩ là ngày xưa em thấy các bác rất là thích, mà hiện tại thì em thấy là các bác đang mua nó hơi sụt đi một tí. Nhưng mà chung quy lại thì cái mẫu này nó vẫn là một trong những cái mẫu mà đẹp. Bản thân em cũng đang đeo một cây như thế này. Và rất là nhiều bác chơi kính Ray-Ban đều phải có một cái cây theo cái dòng hai cầu, cầu to như thế này. Hàng của em thì được sản xuất tại Ý, chính xác 100% nhé. Cây này thì là form dáng của nó, thì em sẽ phải quay cho các bác xem thì các bác thấy được cái độ đẹp của nó. Gọng chuôi thì là gọng chuôi đồi mồi. Đây, các bác thấy chưa? Độ mới đang còn rất là tốt, cây này độ mới còn tầm 98-99%. Mắt truyền tải ánh sáng tốt, các bác có thể thấy rõ cái chữ ở bên trên. Nó là kính râm nhưng mà nó bảo vệ mắt mình khỏi 100% tia UV. Đấy, bảo vệ mắt khỏi 100% tia UV. Các bác xem có rõ không ạ? Đây, em lại quay chi tiết lại cho các bác xem. Độ mới này, đấy. Gọng khung đều là một màu vàng. Mắt thì là mắt lai giữa hình vuông và hình chữ nhật. Đấy, nó xéo xéo một chút. Mà cái gọng cầu của nó là cái điểm nhấn. Những cây này thì cái gọng cầu của nó là một gọng cầu bé, một gọng cầu to. Và nó được mạ một lớp màu vàng rất là đẹp. Đấy, ốc yếc đang còn nguyên, nguyên zin. Đấy, màu rất là sáng. Cây này độ mới đang còn rất là cao. Em thì bán về tay cho các bác với cái mức giá vừa phải. Đấy là 2 triệu rưỡi. 3561-145. Đấy, hàng made in Italia đang còn rất là sáng. Made in Italia các bác nhé. Cây này thì là nó có bề ngang, nó là 14 cm, 14 cm các bác ạ. Thì nó phù hợp cho các bác mặt tầm vừa, mặt tầm trung. Đấy, mặt tầm vừa, mặt tầm trung 14 cm các bác nhé. Đây, 14 cm ạ. Cây này thì em về tay cho các bác với mức giá là 2 triệu 4. Thì bác nào ưng ý thì cứ nhắn tin cho em. Thì nếu mà có thiện chí thì em sẽ gửi về sớm cho các bác luôn. Ok, tiếp theo ngày hôm nay thì là một cây kính khiến em thực sự là hơi buồn. Vì là hôm trước thì có một bác đã mua cây kính này rồi, nhưng mà sau đấy thì bác lại đặt cọc, nhưng mà bác ấy hủy. Vì thực chất là hiện tại thì bác ấy có đi gọi là giao lưu, nhưng mà bác ấy lại hủy cây kính này vì một cái lý do cá nhân. Thì em lại đăng lên và em bán cho các bác. Hôm trước thì em có đăng một lần rồi, thì các bác sẽ rất là, có thể là các bác xem nhiều thì nhớ, 313.4 triệu đồng. Đây là một cây kính cổ bậc nhất trong những cái tháng vừa qua mà em săn được. Dòng kính Ray-Ban Shooter được sản xuất tại Mỹ, dành cho lính bắn tỉa ở những thập niên 1960. Có khi là nó sẽ bằng tuổi rất là nhiều bác, hoặc là hơn tuổi rất là nhiều bác đang xem video tại đây. Cây này thì là nó có gọng chun các bác nhé, gọng chun. Gọng chun được sản xuất tại Mỹ 100%. Em bán về tay các bác với mức giá rất là vừa phải, nó là 4 triệu đồng. Cây này thì là về độ sưu tầm này, về độ chất này thì khỏi phải bàn. Đấy, em nói thật là như thế. Dòng Ray-Ban Shooter thì là cái gọng cầu của nó ở đây thì là một gọng cầu này. Đây là một gọng cầu thứ hai, và bên trên nó là một cái gọng cầu nhựa, là gọng cầu thứ ba. Với các bác mà chơi kính Ray-Ban rồi thì các bác sẽ biết đấy là những cái dòng kính thuộc về thập niên 1970 đổ về
là tầm 60 đấy, thì nó sẽ không có cái chữ RB hay là Ray-Ban khắc ở trên này. Những cái dòng mà có những cái chữ RB, Ray-Ban khắc ở đây thì nó được sản xuất từ năm 1973 đổ đi các bác nhé, 1973 đổ đi, và trước 1973 thì nó sẽ không có chữ BL hay chữ Ray-Ban. Nên là các bác mà chơi kính thì các bác sẽ biết. Đấy, cây này thì là dành riêng cho lĩnh bắn tỉa ngày xưa. Em về tay cho các bác với mức giá là 4 triệu đồng. Đấy, em sẽ quay nhẹ từ từ cho các bác xem. Cây này thì là có thể đeo nó sẽ không đẹp, quá là đẹp như những các cây khác. Nhưng mà về giá trị sưu tầm, về giá trị của những cây kính cổ thì em nghĩ là nó hơn bất kỳ cây nào mà em đã và đang quen. Vì nó được sản xuất ở những thập niên 1960, thì có nhiều bác khi đấy có khi còn chưa ra đời. Đấy, 1960 thì có khi là bằng tuổi tầm bố em rồi các bác ạ. Đấy, cây này thì em về tay cho các bác với mức giá là 4 triệu đồng. Có thể những kênh khác họ sẽ bán được cái mức giá cao hơn, nhưng mà em sẽ bán cho các bác với mức giá là 4 triệu. Nó vừa phải thôi, thì các bác có thể là chơi được. Đấy, làm quà tặng cũng được. Thì những cái cây kính cổ này thì mình không thể yêu cầu là nó mới 100%, nhưng mà cây này thì về độ mới, về cái mắt của nó cũng đang còn rất là đẹp, chưa có vết viếc gì các bác nhá. 4 triệu đồng 313, em sẽ về tay tận Việt Nam cho các bác, bao tất cả các phí ship các bác nhá. Ok, và đến cây siêu phẩm ngày hôm nay, 312 4 triệu 500 nghìn đồng, còn nguyên giấy tờ. Đây, giấy tờ. Đấy, giấy tờ BL Ray-Ban. Đấy, giấy tờ đấy các bác nhé. Đây, giấy tờ này thì em sẽ để lại vào trong hộp. Trong hộp, đấy, thì em sẽ gửi về cùng cái này cho các bác luôn. 312, 4 triệu 500 nghìn đồng. Một cây kính thập niên 1970, cuối 1970. Đấy, đầu 80. Nhưng mà nó là, em nghe ra thì là chủ người ta mua tại Mỹ. Cây này thì không phải mua tại Nhật mà họ mua tại Mỹ, sách tay về Nhật Bản ở những năm 1975, 1976 các bác nhá. Thì những cái thời đấy thì tính đến hiện tại thì nó cũng sẽ rơi vào tầm bao nhiêu ta? 45, 50 năm rồi, chứ nó cũng không còn mới gì cả. Đấy, nhưng mà cây kính này là một trong những cây kính mà em rất là tâm đắc, rất là thấy rất là đẹp. Mắt màu xanh rau muống này, các bác có thể thấy này. Mắt của em nó là màu xanh rau muống, rất đẹp, rất chất lượng. Chuôi gọng đang còn rất là sáng. Cây này thì mắt cũng rất là mới. Đấy, gọng cầu thì là em nó bao gồm hai gọng cầu. Thì em sẽ quay cho các bác xem chi tiết về cái mắt của em nó. Đây, một mắt được viết chữ Ray-Ban BL ở góc 3 giờ và góc 9 giờ. Nó đều được khắc chữ Ray-Ban các bác nhá. Ở trên cái gọng cầu thì nó vẫn đang còn rất là sáng, rất là sáng, rất là sang. Đây, B và L Ray-Ban rất là sáng, rất là sang. Thì các bác có thể thấy này, những cái cây ốc vít này. Đấy, ốc vít này. Có nhiều bác thì thắc mắc là tại sao có rất là nhiều cái cây kính cổ mà cái ốc ở đây thì nó lại khác màu. Các bác phải hiểu là những cây kính cổ nó được mạ vàng, những cây như này thì nó sẽ được mạ vàng. Nhưng mà đặc biệt nhá, các bác phải hiểu cho em đấy là những cây ốc vít này này, ốc vít là nó sẽ không mạ. Vì ốc vít là các bác tháo ra, và những cái này nó không phải là cây này thì đang còn rất là mới, nhưng có rất là nhiều cây nó không phải là còn nguyên vẹn, không phải là người ta đã thay, mà đây là cái để người ta chỉnh cho cái độ chật. Đấy, người ta cái mắt mà bị chật hoặc là mắt người ta muốn rộng ra thì người ta sẽ chỉnh, chứ không phải là người ta đã thay. Nên là những cái cây kính đấy vẫn là còn nguyên zin, nên là các bác yên tâm 100% nhé. Chứ không phải là, có rất là nhiều bác không hiểu thì bảo em bảo là tại sao em bán cho anh thì cái mắt của nó lại, cái này nó lại hơi bạc màu. Thực chất thì các bác nào mà chơi lâu rồi, các bác nào mà chơi thực sự chơi thì các bác sẽ hiểu, các bác sẽ rất là hiểu. Nhưng mà nhiều bác không chơi thì các bác lại không biết, nên là em phải nói luôn ở trên cái video ngày hôm nay. Thì ở đây thì nó được khắc chữ các bác nhé, BL Ray-Ban U.S.A này. Đấy, ở bên góc dưới, ở bên góc dưới này thì nó cũng sẽ được khắc chữ. Tất nhiên là chữ gì thì các bác mà xem video nhiều các bác biết rồi đúng không? Đấy, BL Ray-Ban 6214. Cây này độ mới đang còn cực kỳ cao, cực kỳ cao. Chuôi ve đang còn rất là sáng. Đấy, chuôi ve đang còn rất là sáng, rất là sang, rất là đẹp, rất là gọi là sang xịn mịn. Đấy, cây này thì em sẽ cho các bác xem cái form dáng của em nó nhé. Siêu phẩm của ngày hôm nay mà. Mắt xanh rau muống này. Đấy, đẹp chưa các bác? Đang còn rất là sáng, rất là sang. Em về tay với các bác mức giá là 4 triệu thôi. Các kênh khác có khi họ sẽ bán cây này với mức giá tầm 5 triệu rưỡi, 6 triệu. Nhưng mà em chỉ bán là 4 triệu rưỡi thôi. Nên là bác nào ưng ý thì cứ nhắn tin cho em. Thì em cũng sẽ nói trước đây là em sẽ không thể ưu tiên cho ai được. Mà bác nào mà mua thì sẽ nhắn tin cho em, và chuyển khoản sớm thì em sẽ để cho các bác đấy. Ok các bác nhé. Cây này là cây Ray-Ban, mắt xanh rau muống. Mã số 312, còn giấy tờ mua tại Mỹ và sách tay về Nhật ở những năm 1975, 1976. 312, 4 triệu 500 nghìn đồng.
Ok, trước khi mà kết thúc cái video ngày hôm nay thì các bác mà mua hàng nhớ nhắn tin cho em số điện thoại này, hoặc là em để trên màn hình này, hoặc là ở dưới đây có cái mã QR các bác quét vào là sẽ ra cái Zalo của em. Và đặc biệt là các bác mà muốn mua đồng hồ thì có một kênh đồng hồ em để ở đây, các bác cứ ấn vào đây. Đấy, à các bác cứ nhìn theo đây và tìm kiếm trên Facebook là Tiến Sky Japan, đồng hồ Nhật Bản thì sẽ ra các bác nhé. Em xin kính chào tất cả các bác. Và trước khi tắt cái video thì phiền các bác nhấn cho một nút like bên phải màn hình các bác nhá. Em xin chào tất cả các bác.